Chào các bạn, và Sơn VS đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Và nhiều người bạn thời gian vừa qua có hỏi Sơn là Sơn ơi, Clickbank là gì? À, thì tôi cũng giống như các bạn á, thời gian trước đây thì tôi biết về Clickbank. Thì tôi cứ nghĩ rằng bank là ngân hàng, và click đó là thì nó ra ngân hàng. Và cứ nghĩ rằng là nó liên quan gì đến về tài chính, về tiền, hay là phải đầu tư về tiền. Hay là rất là thời gian gần đây á, thì cái vụ coin á, nó đang xuất hiện lên đúng không? Chúng ta cứ nghĩ rằng đây là tiền điện tử. Thì có bạn bạn đang suy nghĩ giống như tôi trước đây không nào? Trước đây thì tôi cũng giống như vậy thôi các bạn. Và về sau này khi mà tôi tìm hiểu ra Clickbank thì đây chính là cái cách mà chúng ta có thể make money online và kiếm tiền ở trên mạng được. Và ngồi tại nhà thôi, chúng ta có thể bán được những sản phẩm ở trên internet và cho những cái người khác, họ nhận được giá trị, nhận được sản phẩm chúng ta nhận được tiền về. Không thì nó sẽ đơn giản là làm sao? Clickbank nó được gọi là một cái thị trường về sản phẩm. Sản phẩm đây là sản phẩm số, sản phẩm thông tin. Sản phẩm thông tin đây là sao? Ví dụ như là bây giờ một người bạn của tôi, họ đang gặp cái vấn đề về giảm cân, họ đang bị béo phì quá và họ đang rất là muốn là giảm cân. Cái cân nặng của họ hoặc là số đo vòng eo của họ lại để cho là vòng eo con kiến, đúng không nào? Thì bây giờ là cô ta không có biết cách làm sao để giảm cân được. Thì bây giờ tôi có cái thông tin, tôi có một cái bài tập, hoặc là tôi có một cái chế độ dinh dưỡng ở đó để tôi hướng dẫn cho cô đó làm sao đó họ có thể giải quyết được vấn đề này. Thì lúc này cái sản phẩm này gọi là sản phẩm số. Đó là một cái khóa học online. Nếu như bạn biết là về ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có là Unica hay là Edomon đó, thì Clickbank nó cũng sẽ giống như vậy, và chúng ta sẽ trở thành những cái người mà làm affiliate. Thì bây giờ trong cái khâu này nó sẽ có ba người. Cái người đầu tiên đó là cái người được gọi là vendor. Cái người vendor này là cái người mà tạo ra sản phẩm, họ là cái người bán cái khóa học online. Họ sẽ là cái người mà chịu trách nhiệm để họ chịu trách nhiệm để cam kết giúp cho cái người học họ ra được kết quả, đúng không nào? Nên chúng ta sẽ tìm được cái người vendor này thực sự chất. Thì trong những video mà tôi chia sẻ với các bạn ở bộ những cái video mà hướng dẫn bắt đầu với Clickbank, với affiliate marketing như thế nào đó, đây là những cái cơ bản nhất để bạn có thể bắt đầu. Thì đừng quên bấm vào đường link phía bên dưới mô tả, thì tôi có để lại cái video này ở đây rồi, được chưa nào? Đó, thì chúng ta sẽ chọn được cái người vendor này, và sau đó sẽ có một cái nhóm người, họ chính là customer, họ là khách hàng. Thì họ sẽ mong muốn được rằng họ muốn giải quyết được cái vấn đề để họ muốn, ví dụ là giảm cân chẳng hạn, ví dụ là về du lịch chẳng hạn đó, hay là về kiếm tiền online, hoặc là về kinh doanh, rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở trên đó nó có hàng nghìn cái sản phẩm, nó có hàng trăm cái ngách khác nhau để chúng ta có thể kinh doanh được. Bạn biết bạn thích cái nào thì bạn có thể bắt đầu được với nó. Thì cái người customer này họ luôn luôn có vấn đề, họ muốn học được một cái gì đó ở trên mạng. Bạn hình dung như vậy này, thậm chí một cái mà họ bị ngứa, họ bị chàm, họ bị ngứa, họ bị gãi như vậy, thì họ cũng sẽ tìm được cái sản phẩm Clickbank đó. Nên bạn hãy tìm hiểu Clickbank là gì ở trên internet thêm với những thông tin đây. Thì thông thường cái ông vendor này ông tạo ra sản phẩm, nhưng ông không thể nào ông marketing được cái sản phẩm của ông tới ông khách hàng được, đúng không nào? Thì lúc này mới có chúng ta, thì chúng ta chính là cái người làm là affiliate. Thì cái thuật ngữ là affiliate ở đây nó quá bình thường rồi. Đó, quá bình thường rồi. Ví dụ như bây giờ chúng ta có những sản phẩm về Edomon hoặc là Unica, họ cũng tuyển những người affiliate. Không, họ sẽ lấy những sản phẩm này của ông tạo ra sản phẩm này. Ông lấy sản phẩm này và ông đưa sản phẩm đó tới cho ông customer. Ông sẽ là cái người làm marketing. Hoặc là bạn biết là Lazada hay là Tiki, đúng không nào? Họ cũng tuyển cái đội ngũ làm affiliate, hay còn gọi là cộng tác viên. Không, hoặc là những nhà phân phối sản phẩm của họ. Đó, nhưng những người này không cần phải nhập hàng về để bán. Họ có thể ngồi tại nhà thôi, và sau đó họ sẽ tạo được những cái kênh bán hàng của họ, ví dụ là về YouTube, ví dụ là về Facebook, ví dụ là Bing Ads, hay ví dụ là về Instagram, hoặc là những cái kênh khác nữa. Sau đó họ tiếp cận được khách hàng tiềm năng, thì những cái người khách hàng này họ mua cái khóa học này thông qua cái đường link của họ, thì lúc này cái ông vendor này ông sẽ trả cho cái ông affiliate này một cái nguồn thu nhập, và cái thu nhập này rất cao các bạn. Thông thường ông sẽ trả cho mình là khoảng 70-100% cái giá trị mà chúng ta bán được. Không, bởi vì sao? Đây là sản phẩm số mà. Ông có thể bán được cho hàng trăm ông, hàng nghìn ông, mà ông không cần phải tạo ra sản phẩm thêm nữa. Và ông ấy kiếm tiền được từ đâu? Ông ấy kiếm tiền được thông qua cái việc ông ấy bán lần thứ hai, ông upsell, ông bán thêm được cho cái người khách hàng này, được chưa nào? Đó, và trong video này thì tôi chia sẻ với các bạn về cái khái niệm Clickbank là gì. Thì tôi hy vọng rằng thông qua cái khái niệm cơ bản này thì chúng ta hãy tìm hiểu sâu thêm về ý nghĩa của nó. Và thực sự ở đây là một cái sân chơi
mà chúng ta có thể kiếm được khoảng hàng nghìn đô la thu nhập ở trên Internet. Và tôi đã có những câu chuyện rất là thực tế chứng minh được rằng một làm sao đó một cậu bé khoảng 20 tuổi thôi mà cậu ta có thể kiếm được trên 10.000 đô la thu nhập ở trên Clickbank. Hay là một người bạn của tôi mà tôi thường gặp mỗi ngày đó, thì chị trước đây 15 năm mà chị là một người làm trong nhà nước thôi mà bây giờ chị vẫn có thể tạo được trên 2.000 đô la. Và cái mục tiêu sắp tới của chị là chị kiếm được 10.000 đô la thu nhập một tháng đó từ Clickbank đó. Và đây chính là một cái sân chơi rất tuyệt vời, nên bạn hãy tìm hiểu nó là gì không, và làm nó làm sao để có thể bắt đầu được với nó. Và hãy bấm vào đường link phía bên dưới video mô tả, thì tôi có một cái bộ video tôi hướng dẫn cho bạn nếu như bạn chưa biết gì không, thì cái này là hoàn toàn miễn phí và tôi thực sự muốn trao đổi chị, muốn cho đi được nhiều hơn đó. Nên nếu bạn thấy video này thực sự có ích, có ý nghĩa với bạn thì bấm một nút like, đăng ký video của tôi để nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Subscribe kênh, đăng ký kênh hoặc là bấm vào nút hình quả chuông các bạn để được nhận video mới nhất nha. Và sắp tới thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái hành trình làm thế nào đó từ zero, từ con số 0 mà mình có thể biến được trở thành một cái chặng đường là mình có thể kiếm được 1.000 đô la một ngày. Và kênh YouTube của tôi thì bạn nó có uy tín rồi, các bạn có thể tìm hiểu thêm những video trước đây của tôi mà tôi đã làm ra làm sao đó để tôi có thể tạo được những nguồn thu nhập, và tôi đã chia sẻ được rất nhiều người họ đã làm được như vậy rồi. Ok, được chưa nào? Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.